Xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đã quay trở lại với cửa hàng âm thanh bãi 197. Vâng, trước mặt các bác đây, ngày hôm nay là một lô mic siêu siêu đẹp luôn tới từ thương hiệu EIM, một thương hiệu vô cùng nổi tiếng các bác nhé. Những cái sản phẩm của EIM thì từ trước đến nay nó đã tạo nên cái thương hiệu của EIM rất rất nhiều. Ví dụ như là EIM OK88, EIM OK666 là những dòng vang cơ lai số của EIM, hoặc là những dòng vang EIM M9 là dòng vang số rồi, và cái loa của EIM đều rất hay. Thì cái sản phẩm của EIM này thì xin thông báo các bác là gần như sản phẩm nào nó cũng là những cái sản phẩm rất là chất lượng. Thì ngày hôm nay bên em có tuyển chọn được đúng 10 bộ. Đúng 10 bộ mic EIM này, và em là cái cây 197 em đang hơi sau một chút, nên là thực tế ra mà nói số lượng ngày hôm nay nó chỉ còn tầm 3-4 bộ thôi các bác nhá. Nên là các bác chiều nay bọn em là ngày thứ 7, bọn em sẽ đóng hàng toàn bộ cái lô hàng này đi gửi đến tất cả các bác. Thì em sẽ lên một cái video buổi trưa này dòng mic EIM này. Thì bác nào nhận được xem được cái video ngày hôm nay của em mà muốn kết một bộ mic EIM thì có thể liên hệ luôn cho em, để còn 3-4 đơn còn lại thì em sẽ để dành cho các bác luôn. Thì trước mặt các bác đây, đấy, nó là EIM đây các bác này, EIM này với một cái thiết kế rất là đẹp, tem logo EIM ở bên góc phải, màn màn hình siêu lớn luôn, một cái màn hình siêu lớn ở giữa luôn, và cái tông màu chủ đạo của nó sẽ là màu trắng đen, màu trắng như này các bác nhá. Màu đen thì cái phần nắp màn hình này thì mình cũng không tính, mà cái tông chủ đạo của nó là màu trắng, và mặt trước thì nó sẽ có một con nút bấm đây. Còn nút bấm đây các bác này. Đấy. Ngoài ra thì cái con đầu thu của EIM này, nó ngoài cái vẻ đẹp của nó thì các bác sẽ thấy đây. Các bác sẽ thấy là tất cả những cái phím chức năng mà các bác cần thiết trên cái model của EIM này, những cái dòng mic như EIM này thì nó đều cần cả. Là nút set các bác này, set là dò tần số nhá. Nói chung là cái dòng này thì nó đẹp kinh công luôn, từ cái phím bấm, từ đến cái mặt kính, cũng như là cái phần mặt trước của dòng mic này rất là đẹp, siêu siêu đẹp luôn các bác ạ. Đây, cái này các bác mà ngoài cái ý nghĩa là những dòng mic mà nó các bác sử dụng trong cái bộ dàn karaoke gia đình của mình, thì nó còn thêm một cái tính năng hỗ trợ thêm, đó chính là cái phần trưng bày. Khi các bác có một bộ mic đẹp như thế này để lên cái bộ dàn mình thì nhìn nó rất là sang các bác nhá, cực kỳ sang luôn đấy. Còn phần mặt sau thì giống như những cái dòng khác thôi, em sẽ không quay những cái đầu thu mặt sau nữa. Còn đây, cái điểm nhấn chính của cái dòng này là đây. Thì cái lô này em chỉ có 10 bộ thôi. 10 bộ thôi thì những cái hàng tuyển chọn thì các bác sẽ để ý là cái côn mic thì nó có thể là một số cái đời khác nhau. Đấy, những cái đời côn khác nhau, vì là trong một lô thì nó sẽ rất là nhiều những cái đời, ví dụ đời 2014, 2015, 2016 thì mỗi đời nó lại có một cái, nó lại thiết kế một cái dạng côn khác nhau. Nên là trong 3 cái năm đó chẳng hạn thì những cái lô sản xuất ra thì em tuyển chọn được một vài bộ như thế này. Tay mic đẹp xịn sò 100%, đẹp tới 99% không tì vết. À, thì nó sẽ có những cái dạng côn là khác nhau như này, thì cái này các bác yên tâm. Thì thực ra côn của Bayer thì đã là côn của Bayer thì nó dù là cái đời nào đi chăng nữa thì cái chất âm nó cũng như vậy thôi. Chẳng qua là nó sẽ thay đổi cái màu sắc của côn đi để tạo ra cái độ đa dạng của mic thôi. Thứ hai là đây là một dòng mic đuôi chuột vì tím các bác nhá, đuôi chuột vì tím đời cao. Thằng này thì sản xuất năm 2018. Đấy, 2018 là xuất xưởng 19 đấy các bác nhá. Đuôi chuột vì tím đời rất là cao luôn. Đấy, chất âm siêu siêu nhẹ luôn. Dòng này thì có cảm biến gia tốc và cảm biến tự ngắt. Cả bên gia tốc cả tự ngắt luôn các bác nhé, rất là đẹp, chất âm tuyệt vời. Những cái dòng này thì các bác hát karaoke gia đình nó rất là sướng, nó nhẹ đây. Và bọn em thì cũng đã chủ động là thay cho bác những cái giọng mic mới này, giọng mic mới đây các bác nhé. Cái mic giọng mic này các bác để ý nhá, mình hát thì cái hơi thở của mình nó sẽ trực tiếp vào tiếp xúc vào đây luôn, nên là kể cả bên kia là cái mặt hàng khi nó về ạ, thì cái giọng mic của các bác mà bọn em nhận được ạ, thì là nó cũng là những cái dạng mà nó bị dỉ và bên trong rất là nhiều mầm bệnh, nhưng bọn em đã đầu tư luôn 200.000 một cặp này, thay cho các bác một cái cặp giọng mic mới này cho nó đẹp tinh tươm, nó xứng tầm, xứng đôi vừa lứa với những cái tay mic như này. Đây, đuôi chuột các bác nhá, rất là đẹp, cảm biến tự ngắt, cảm biến gia tốc nên rất là sướng giọng này. Thì em bây giờ hiện tại là chỉ còn có 3-4 bộ thôi. Nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ luôn cho em nhé. Nhìn đây là 10 bộ, nhưng mà thực ra là khách đã đặt bên kênh Xuân Tốc Độ và kênh 5 Thép KTV gần hết rồi, còn có 3-4 bộ như thế này thôi, và rất là đẹp các bác nhé. Nói chung là cái dòng này thì không có điểm gì để chê cả, những sản phẩm EIM thì không cần phải giới thiệu nhiều. Cái mà các bác cần biết về, cần tham khảo về EIM gần như đã được chứng minh hoàn toàn trên những cái đánh giá của thị trường rồi, nên những cái dòng EIM không cần phải cái review nhiều, chỉ cần là cái dòng này chị bao cho bác là hát cực hay, nhẹ, dùng sướng, hát karaoke rất là mượt các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ luôn cho em theo số điện thoại em đang để phía dưới màn hình.
Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo. Số lượng là hạn chế lắm các bác nha. Bác nào cần thì có thể gọi luôn cho em ngay sau đây. Xin chào các bác ạ.